Xin kính chào anh chị cô chú. Mình đang ngồi trước cửa nhà. Mình là đất rẻ Hòa Nguyễn anh chị cô chú ơi. Thì cuộc đời cũng có rất là nhiều cái con đường để chúng ta đi. Đồ đạc, cây trái cũng có rất là nhiều sản phẩm chúng ta lựa chọn. Thì đất đai cũng có rất là nhiều nơi, nhiều chỗ để chúng ta tìm đến. Như vậy, anh chị cô chú hãy thử một lần tìm đến với đất rẻ Hòa Nguyễn xem như thế nào nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ anh chị cô chú hai lô đất cũng gần trước cửa nhà mình thôi. Rồi, anh chị cô chú cùng đi tham khảo và tìm hiểu với mình. Đây là cái bên hông khu công nghiệp Tam Phước nha anh chị cô chú ơi. Bây giờ bắt đầu là công nhân chuẩn bị ra về từ từ nè, bắt đầu nó đông rồi nha anh chị cô chú. Còn phía bên trái của khu công nghiệp Tam Phước là nhà thờ anh chị cô chú ơi. Nhà thờ Thiên Bình nha. Rất là lớn. Anh chị cô chú nào bên đạo thì đi lễ ở đây cũng rất là thuận tiện luôn, rất là gần. Đây, lô đất đầu tiên em chia sẻ đến anh chị cô chú là ngang 5, dài 26 mét nha anh chị cô chú. Đó, anh chị cô chú thấy không? Rất là rộng, rất là đẹp nha. Thì lô đất này á, trên thực tế là nó tới dài tới 27,3 mét lận. Nhưng mà trong giấy tờ thì mình xác nhận là 5 x 26 mét. Nó nằm ở trên khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nha anh chị cô chú. Thì từ đây ra ngoài chợ đêm Thiên Bình, ra nhà thờ, ra trường học, ra khu công nghiệp rất là gần. Rất thuận tiện trong việc mà đi làm hay là đưa đón cho các cháu nó đi học nha. Rất là gần. Phía sau cái khu đất này là nhà cửa rất là đông anh chị cô chú. Đó, đầu vào nhau á. Đó. Thì đất này là sổ chung chính chủ và công chứng ủy quyền. Vì là bán giá đầu tư mà chủ đầu tư bán luôn á anh chị cô chú, cho nên rất là sát giá để mà anh chị cô chú nó vừa có khả năng mua để xây nhà và cũng là để đầu tư sinh lời. Đó, anh chị cô chú đầu tư vào rồi mà muốn bán lại thì cũng dễ bán. Thì mình thu về cái lô đất này là 520 triệu nha. Phía trước mặt anh chị cô chú là khu công nghiệp nè. Rồi chợ đêm Thiên Bình thì rẽ phải đi ra tí xíu là tới, cách khoảng chừng 200 mét. Rồi giáo xứ Thiên Bình cũng vậy. Đó. Đường là đường xe hơi vào tới nơi luôn nha anh chị cô chú. Bây giờ em sẽ tiếp tục chia sẻ lô đất thứ hai đến với anh chị cô chú để mà chúng ta có thể không chọn miếng này thì còn miếng thứ hai để chúng ta lựa chọn các nhà hay là đầu tư sinh lời đều rất hiệu quả. Đây, miếng đất rất rất đẹp. Nào, chúng ta xuống lô thứ hai nha anh chị cô chú ơi. Hai bên thì nhà cửa cũng rất là đông đúc nha. Đó. Rất là đẹp, rất là sôi động không anh chị cô chú. Thì cái lô đất thứ hai này hôm trước em cũng đã chia sẻ anh chị cô chú một cái clip rồi, mà đã bán một lô rồi. Đây, cái lô thứ hai em cần chia sẻ đến anh chị cô chú đây. Thì cái lô này clip trước em cũng đã quay hai lô rồi đó, nhưng mà khách đã chốt một lô rồi, còn một lô thôi em cũng chia sẻ đến anh chị cô chú nào mà có quan tâm đầu tư để xin lời hay là để xây cất nhà ở thì cũng nắm bắt được ha. Thì lô đất này là ngang 5, dài 20 nghe anh chị cô chú.
Rất là đẹp nè. Hướng là cũng hướng đông bắc nha anh chị cô chú ơi. Cái lô đất này thì công chứng luật sư nha. Lô này cách cái lô 5 x 26 hồi nãy thì cũng khoảng chừng 100 mét thôi. Đó. Hướng là hướng đông bắc luôn. Phía trước cũng có cái ngôi nhà thân quen nè anh chị cô chú. Người ta cũng cất nhà ta ở nè. Rất là đẹp. Đó. Xe hơi vô tới nơi luôn nha anh chị cô chú. Nước ở đây là xài nước rất là mạnh nha và rất là trong nha. Đó. Còn cái chỗ này là bữa hổm mình đốt nè, đốt nó trống. Đó, quá đẹp không? Rất là đẹp. Thì lô này là mình thu về là 390 nha anh chị cô chú. Giá cũng rất là mềm. Rất là đẹp luôn. Ở cái nhà anh em ở cũng sát bên đây luôn. Anh chị cô chú là cứ yên tâm nha, tại vì đất ở đây là sổ chung chính chủ hết. Và 85% đất ở khu này là sổ chung hết nha anh chị cô chú. Đó, xe hơi nó vô tới nơi luôn. Đó, anh chị cô chú thấy không? Đường xe hơi rất đẹp. Rồi, một lần nữa em cũng chia sẻ đến anh chị cô chú hai lô đất. Một lô 5 x 26 sổ chung chính chủ công chứng ủy quyền thu về 520 triệu. Và lô thứ hai là 5 x 20 sổ cũng sổ chung chính chủ công chứng luật sư em thu về 390 triệu. Rồi anh chị cô chú nào có nhu cầu đầu tư xin hãy gọi cho em qua số điện thoại nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.